7 thứ khẩu nghiệp và 4 loại người cần tránh, đừng để rước họa vào thân. Tu được cái miệng là tu hơn nửa đời người. Trong cuộc sống có nhiều người mắc phải khẩu nghiệp, kết giao với những người không nên kết giao để rồi mang họa vào thân. Trong đạo Phật, khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất của chúng sinh. Tu được cái miệng là tu hơn nửa đời người. Rất nhiều người trong cuộc sống hàng ngày vẫn đang vô thức mắc phải khẩu nghiệp mà không hề hay. Muốn tạo phúc trừ nghiệp, hãy bắt đầu loại bỏ những loại khẩu nghiệp sau đây. 1. Chuyện không nói có, chuyện có nói không. Phàm ở đời, những người đặt điều dựng chuyện, nói lời gian dối thường được xem là hiện thân của ma quỷ, khi chết sẽ phải xuống địa ngục. Những người này đồng thời cũng là căn nguyên của mâu thuẫn, thị phi. Bởi vậy mới có câu, sự thông minh sáng suốt nhất đó chính là sự thật. Dù bạn có cho rằng lời nói dối vô thưởng vô phạt của mình cũng không hề làm hại đến ai, thì sự thật vẫn chỉ có một. Chỉ có bạn mới hiểu được rằng bản thân mình vừa nói, làm một điều sai trái với lẽ tự nhiên. 2. Lời nói hung ác. Lời ác khẩu xuất phát từ những tâm hồn bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Bất cứ lời nói nào nói ra, dù là để tự vệ hay tấn công mà làm tổn hại đến danh dự, nhân cách của người khác, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã tự tích thêm nghiệp quả cho mình. Vì vậy hãy cẩn trọng hơn nữa trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, bởi giết chết một con người bằng đao kiếm cũng không đáng sợ bằng việc giết chết một tâm hồn bằng lời nói. 3. Nói lời đôi chiều. Một người không có chính kiến, ăn nói hay lời, gió chiều nào che chiều ấy, sẽ là kẻ gây mâu thuẫn trong nội bộ, chỉ biết vun vén hưởng lợi riêng về mình. Nếu gặp những loại người này, bạn nên tránh xa. Đồng thời chúng ta cũng cần tự rèn luyện ý chí và khả năng quyết đoán của bản thân. Nếu đã lựa chọn, phải biết chịu trách nhiệm cho những lựa chọn ấy, đừng để tâm lý dao động, kẻo sẽ rước họa vào thân. 4. Nói lời thêu dệt. Cổ nhân có câu, một nửa sự thật không phải là sự thật. Bạn cho rằng mình vẫn nói đúng những gì đã có và chỉ thêm thắt một vài tình huống hài hước hay ly kỳ hơn để phiếm chuyện thì cũng đừng nên làm vậy. Lời nói ra chỉ nên vừa đủ nghe, vừa đủ hiểu và vừa đủ chân thành. Chỉ cần truyền đến người sau câu chuyện sẽ trở thành thứ khác. Tam sao thất bản cũng là một trong những lỗi lầm mà con người thường vô tình mắc phải. 5. Ăn uống cầu kỳ. Nghe có vẻ lạ nhưng thực ra chuyện ăn uống cầu kỳ cũng là một trong những khẩu nghiệp của đời sống hiện đại. Sự lãng phí thức ăn, tiêu tốn tiền bạc và hao tổn công sức là một trong những hệ lụy của thói quen ăn uống cầu kỳ. Chưa kể, những cách chế biến và sử dụng nhiều loại động vật để tạo ra các món ăn xa hoa phức tạp cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến bệnh tật và những vận xui trong cuộc sống. 6. Phê bình, khen chê. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn sống trong môi trường bị đánh giá và đánh giá người khác. Trẻ con đi học thì bị đánh giá bằng điểm số, người lớn đi làm bị đánh giá bằng năng lực, mức lương, địa vị. Vô hình chung những điều này sẽ sinh ra tâm lý so sánh, đố kỵ trong lòng, lâu dần sẽ tích tụ lại thành thói tham lam, tranh đoạt, khởi sinh cái ác mà chúng ta không hay. Muốn tránh được điều này, tốt nhất nên có tâm quan sát học hỏi và tự đúc rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình, thay vì can thiệp vào những cuộc bình luận vô nghĩa. 7. Tứ chúng. Tứ chúng hay còn được hiểu đơn giản là việc đi rêu rao lỗi lầm của kẻ khác. Điều này là hệ quả của việc phê bình, khen chê được nêu trên. Bởi vậy khi nói chuyện với một nhóm người, cách tốt nhất là hãy chỉ nói những điều liên quan đến những người đang có mặt ngay trong cuộc nói chuyện và tránh nói đến người vắng mặt. Quy luật tất yếu có khen ắt có chê, lời nói đôi khi sẽ đi trước cả suy nghĩ, khiến ta khó tránh được lời không hay. Chỉ trích mà quên đi rằng đó cũng là một dạng khẩu nghiệp cần tránh. Do vậy, Kinh Phật cũng dạy, trong sinh hoạt hàng ngày có 4 hạng người chúng ta nên tránh.
1. Hay nói lỗi kẻ khác. 2. Hay nói chuyện mê tín tà kiến. 3. Miệng tốt bụng xấu, khẩu Phật tâm xà. 4. Làm ít kể nhiều. Hãy nghĩ và ghi nhớ rằng của cải làm ra bao nhiêu cũng hết, nhưng những lời tâm ý sẽ trường tồn đời này qua đời khác. Giá trị bạn trao đi cũng chính là những gì bạn nhận lại. Người nói lời cao đẹp yêu thương thì trong tâm luôn cảm thấy thanh thản, bình an và ngược lại. Đàn bà tuổi 40 với mong muốn hãy vứt bỏ những gì không đáng, ngay cả người chồng bội bạc, để đón nhận những điều tuyệt vời đang ở phía trước. Dạo gần đây, thấy nhiều chị em tìm đến các diễn đàn để tâm sự, để trải lòng về chuyện chồng ngoại tình, nhất là phụ nữ tuổi 40 khi nhan sắc đã không còn mặn nồng như xưa. Cùng là phụ nữ, tôi thấy cảm thông và muốn viết cho đàn bà tuổi 40 cùng tất cả phụ nữ để biết cách sống sao cho hạnh phúc. Ai cũng có những câu chuyện riêng của mỗi người và chắc chắn không ai là có một cuộc sống lý tưởng hoàn toàn. Thế nhưng nếu biết cách sống, biết vươn lên, vượt lên cả những nỗi đau thì rồi chuyện gì cũng lại về đúng quỹ đạo của nó mà thôi. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng người có số lượng là khi họ biết trừu tượng những lúc không sướng để sống. Thực sự mới nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng nếu suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy rằng trên đời này mọi chuyện sướng khổ do số phận chỉ là một phần, còn tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần bạn coi nhẹ mọi chuyện, cho những chuyện tồi tệ nhất không phải là trung tâm nữa, thì mọi chuyện sẽ sớm về đúng quỹ đạo. Vấn đề của bạn là không cần quan tâm nữa, thay vào đó hãy tìm cho mình những niềm vui, những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. Hãy sống một cuộc sống đáng sống, và đàn bà 40 càng cần phải có suy nghĩ này để sống thật nhẹ nhõm và hạnh phúc. Nếu chị em cứ ở nhà lo lắng xem hôm nay chồng đi đâu, gặp gỡ những ai thì chỉ làm nhan sắc xuống dốc, tinh thần mệt mỏi mà thôi. Thay vào đó hãy đứng lên, trải chuốt, soi gương thật xinh đẹp, ra đường gặp gỡ bạn bè, ăn những món ngon, đến những nơi mình thích. Há phải tuyệt vời sao? Chẳng việc gì phải chùm chăn bó gối khóc lóc, nhốt mình trong phòng vì những chuyện không đáng, mà hãy chỉn chu, phong thái ung dung, xem một bộ phim yêu thích, đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc tuyệt vời. Hãy biết trân trọng cuộc đời và tận hưởng cuộc sống đầy thú vị ở hiện tại, rồi cả tương lai nữa. Đừng thức khuya chờ đợi để da mặt xấu đi, quầng mắt thâm sì, mà thay vào đó hãy ngủ sớm và ngày mai thức dậy trải chuốt, tô son, mặc thật đẹp để đón nhận một ngày đầy niềm vui, tràn ngập hạnh phúc. Chuyện gì cho qua thì hãy cho qua, đừng nghĩ cách trả thù cho đau đầu mà tâm can cũng không được yên. Cũng đừng nghĩ cách đi đánh ghen hay vạch mặt nhân tình của chồng. Bởi nếu người chồng đã bội bạc thì chị em không cần gì phải níu giữ hay làm khổ bản thân. 40 tuổi cũng là lúc phụ nữ chín chắn cả suy nghĩ và hành động, nên hãy đưa ra cho mình những quyết định sáng suốt để không phải chìm đắm trong nỗi đau, chồng ngoại tình hay bội bạc. Thay vào đó hãy nghĩ xem làm sao để sống tốt, thoải mái với lương tâm và kiếm thật nhiều tiền. Thay vì cứ quanh quẩn đầu óc vì những chuyện chẳng đâu vào đâu thì hãy dành sức lực dồn vào công việc, nghĩ cách kiếm ra tiền, thật nhiều tiền. Thời buổi này phụ nữ không có tiền, không làm ra tiền mới khổ chứ, không có đàn ông đời vẫn tươi lắm. Mà nếu người đàn ông đó không tốt thì cũng không đáng để phụ nữ phải đau khổ, bởi đơn giản sẽ có người đàn ông khác thực sự tốt với mình. Biết trân trọng và yêu thương phụ nữ mới là người đàn ông đáng để chúng ta rơi nước mắt. Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi, dù già hay trẻ vẫn xứng đáng nhận được tình yêu đích thực, vẫn sẽ có người đàn ông sẵn sàng che chở, yêu thương và bảo vệ. Thế nên tôi viết cho đàn bà tuổi 40 với mong muốn hãy vứt bỏ những gì không đáng, ngay cả người chồng bội bạc, để đón nhận những điều tuyệt vời đang ở phía trước. Phụ nữ à, hãy mạnh mẽ và tự tin để sống, chứ đừng hủy hoại bản thân vì những chuyện không đáng. Dù đau đớn tột cùng đến mấy, dù không ai ở bên, thì hãy cố gắng vực dậy chính mình bằng mọi cách, chứ đừng dại dột tìm đến cái chết. Bởi cuộc sống còn nhiều điều đáng sống, đáng trân trọng. Hãy lao vào công việc, làm những gì bạn thích, bạn yêu. Có như thế tâm trí đầu óc bạn chẳng còn chỗ cho những chuyện rác rưởi nữa. Hãy thật tự tin, xinh đẹp, sống có đam mê, tích cực. Khi đó bạn mới là người phụ nữ,
vạn người mê. Đàn ông ấy, mà nếu như bạn càng bám chặt, càng quyến luyến, cưng chiều thì họ càng cảm thấy ngột ngạt và muốn rời xa. Thế nhưng khôn khéo một chút, nới lỏng cho họ, coi nhẹ đi và sống cho bản thân mình, chắc chắn tình thế sẽ xoay ngược lại. Lúc đó họ sẽ sợ mất bạn, trân trọng bạn hơn là những cuộc vui chớp nhoáng bên ngoài. Hôm nay tôi viết cho đàn bà tuổi 40 nói riêng và tất cả phụ nữ nói chung những dòng này với mong muốn phụ nữ hãy cứ sống cho mình, chứ đừng dại gì vùi đầu vào những nỗi đau triền miên để tự hủy hoại bản thân. Hãy sống tự tại và thanh thản nhất, cho dù trong lòng có dậy sóng. Đó mới là người phụ nữ hiện đại, thông minh.